Vâng, thì Phạm Vinh rất vui khi một người đã quay trở lại với kênh Phú Yên Vlog. Sắp tới đây Phạm Vinh sẽ đưa quý khán giả đi gặp một cái nhân vật rất là đặc biệt. Như mọi người thấy, một con người bình thường như Phạm Vinh đây, có đôi mắt lành mạnh, mình có thể làm YouTube một cách dễ dàng. Nhưng đối với em trai ngày hôm nay sắp tới khán giả sẽ gặp, thì em trai có bị khiếm thị, tức là đôi mắt không nhìn thấy, nhưng mà có một tài năng rất là đặc biệt, đó là làm YouTube nha cả nhà. Thì để biết thật hư câu chuyện như thế nào, xin mời quý khán giả cùng theo chân mình vào phía bên trong nha. Vâng, và đây chính là cái con đường vào nhà em Ngọc Đan. Mọi người có thấy một hình ảnh chàng trai khiếm thị đang từ nhà bước ra không cả nha? Wow, xin chào em Ngọc Đan. Cho anh gắn cái mic trên áo để cho khán giả họ nghe rõ hơn ạ. Dạ. Đây chính là cái nhân vật đặc biệt mà Phạm Vinh muốn đưa lên kênh Phú Yên Vlog nha cả nha. Dạ. Đây mình cũng xin giới thiệu sơ qua, thì hai anh em biết nhau trên YouTube. Thì riêng bản thân của Phạm Vinh thì không nói, nhưng ở đây là một con người rất là đặc biệt, là em bị khiếm thị với niềm đam mê làm YouTube. Thì chính cái đôi bàn tay của em và cái sự đam mê đã vượt trên cái sự khó khăn, thì em cũng làm kênh YouTube nha cả nhà. Thì bây giờ Ngọc Đan xin giới thiệu với khán giả trên kênh Phú Yên Vlog đi em. Dạ, thì em làm kênh tên là Ngọc Đan Khiếm Thị Vlog. Thì em được biết qua anh Phú Yên Vlog, là qua cái sự là cũng là cái duyên, coi như lướt trên những video của anh Phú Yên là gặp, là vô bình luận. Thì được biết nghe tiếng Phú Yên là vui lắm, nghe tiếng mấy anh chị ở Phú Yên là biết là cùng vừa là kết bạn, mình tương tác với nhau liền, để cho coi như anh em YouTuber Phú Yên gặp mặt nhau. Rồi, cảm ơn em. Vâng, khi mà nghe tin Phạm Vinh đến nhà của em Ngọc Đan, thì em ấy bước từ trong nhà bước ra đây nhân cả nhà. Thì theo cuộc sống thường ngày của em, như đôi mắt em không thấy đường vậy, em cũng tự đi anh Ngọc Đan. Đúng rồi anh. Nói chung mình như ví dụ là trong sớm này ít xe thì mình dựa mình đi thôi. Còn đó là theo cái quán tính thói quen hả? Đúng rồi, còn mà ra ngoài đường lớn thì chắc không dám. Nhưng mà cái hay là em như thế này, em bị khiếm thị đôi mắt em không thấy, nhưng mà em lại sử dụng điện thoại rất là rành giống như người bình thường. Em sử dụng những phần mềm mà đỡ quay, vừa quay và sử dụng. Thì bây giờ nhân tiện đây vào bên trong em cũng chia sẻ với khán giả. Dạ. Bên kênh Phú Yên Vlog cùng theo dõi nha. Dạ, đi thôi. Okay. Đây là phía bên trong nhà em Ngọc Đan. Đây em chia sẻ với khán giả bên kênh Phú Yên Vlog là em làm thế nào để em quay video rồi em 15 giờ. Edit video để cho khán giả xem á. Em có thể chia sẻ mọi người. Dạ. Nói chung là em dùng là cũng nhờ cái ứng dụng. Cái ứng dụng này là ứng dụng Zalo này. Ví dụ mình vô Zalo là nó sẽ đọc Zalo. Đó, nó có cái Zalo á. Nhưng mà em dùng cái ứng dụng hay phần mềm gì mà hay như thế vậy? Ứng dụng là để em vô trong cái cửa hàng em sẽ nói nên lên cái ứng dụng đó. Mọi người thấy em Ngọc đang khiếm thị không thấy đường mà sử dụng điện thoại kìa. Ứng dụng bộ hỗ trợ tiếp cận máy Android dành cho người khiếm thị. Cái này
đó. Tức là khi ứng dụng phần mềm này thì hầu hết những người khiếm thị đều biết đúng không em? Đúng rồi. Là bây giờ cài đặt bây giờ cái điện thoại của mình. Dạ. À, đúng rồi. Mà em cũng xin nói với cả nhà, cái này mình đừng nên thử. Thử là cơ thể mình không biết là nó điện thoại hư là cơ thể quăng luôn. À, ý là ví dụ khi em tải về rồi, ví dụ người bình thường ấy, dạ. Tải về là bấm mê là tức là khi mà ứng dụng này nó cài đặt vào điện thoại là mình sử dụng nó rất khó đúng không? Đúng rồi. Mình ví dụ anh bấm nó không chạy mà nó theo giọng nói của mình thôi. Đúng rồi. Ví dụ anh cúi ví dụ anh chạm vô Zalo đúng không? Dạ. Anh chạm Zalo thì nó không chạy. À, nó quặn dao vào hả? Một lần thôi. À. Ví dụ anh chọn một lần là nó sẽ không vô. Ngọc đang ví dụ giờ Zalo như thế này. Dạ. Chia sẻ khán giả làm sao ví dụ em biết cái người phía bên trong gọi cho em á để em nhắn tin mà em có thể thử hiện. Rồi thì mình chọn như ví dụ phú yên vừa lóc và nó sẽ vô mình nó sẽ đọc tên lên đó. Đó. Phú yên vừa lóc và mình đó chạm hai lần là sẽ gọi á. Dạ. Ừ. Rồi ví dụ như em quay video quá trình em quay như thế nào, em có gặp khó khăn gì không? Nói chung cũng khi gặp khó khăn sao em chia sẻ khán giả đấy. Ví dụ mình quay mình nhiều khi là cái ứng dụng hỗ trợ nó không đọc lên là mình không biết vị trí nào. Đó bây giờ ví dụ đời xa gì nó không đọc này. Ví dụ như em quay video em mở phần mềm sao em mở lên cho khán giả xem luôn. Cũng như là cái máy ảnh này nè, mình vô chỗ máy ảnh này. Mình vô máy ảnh là nó sẽ đọc máy ảnh. Máy ảnh. Rồi, vô máy ảnh. Máy ảnh. Rồi mình cứ như vậy mình chụp máy ảnh phía sau, xem trước. Tức là nó có phần mềm dành riêng cho em á. Dạ. Rồi em quay vậy hả? Đúng rồi. Rồi làm sao em định dạng được ví dụ nhân vật ở phía đây. Ví dụ là mình quay là nó sẽ nói như là cái thiết bị. Ví dụ có người đứng bên này là nó sẽ báo bên trái, bên phải vậy á. Tức là dùng cam âm ạ. Dạ, cam âm. Rồi còn cái vấn đề mà edit video. Edit video như thì người bình thường làm còn khó mà huống chi em đôi mắt em không thấy gì hết. Thì em edit bằng cách nào? Edit video thì nói chung là em cũng nghe theo cái giọng nói. Ví dụ mình đánh dấu cái chỗ nào. Ví dụ một hàng video là mình em dùng phần mềm nào để em làm video đâu, em mở khán giả xem luôn. Phần mềm thì cái này phải tải gì à? Tải máy này chưa tải phần mềm. Vậy mấy bữa là em xử lý sao? Mình tải cái ứng dụng gì à? Tại vì cái máy này nó bị yếu quá, nó mâu hết bộ nhớ á. Nó chạy không nấu. Còn ví dụ em xử lý, mấy bữa là em xử lý máy nào? Máy kia. Nói chung là máy kia đấy không có dám xài cái máy đó. Còn cái máy này để mình đi tương tác rồi với anh em này vậy. Để là tự em edit. Dạ. Chứ không phải nhờ ai. Dạ. Nói chung là nhờ cái ứng dụng của Google đây nó hướng dẫn mình edit. Bây giờ anh cũng quên hỏi khán giả muốn biết em là Ngọc Đan, em bao nhiêu tuổi em giới thiệu chưa? Dạ em 31 tuổi. 31 tuổi. Dạ. Hồi sớm giờ anh vào anh thấy thì Đan hay cúi mặt xuống đất không? Dạ. Là lý do sao, thói quen hay là nó chá mắt hay là sao? Nói chung hầu giờ nó quen rồi. Nhưng em ngước lên thử cho khán giả xem rồi. Dạ. Đây em Ngọc Đan này cả nhà. Bị khiếm thị bẩm sinh. Từ nhỏ đó. Dạ. Trong bụng mẹ luôn. Nói chung làm YouTube này. Chào chú. Qua đây thì em có mong muốn gì với khán giả bên Cường Phú Yên Vui Lóng không? Thì nói chung mong các anh chị yêu mến kênh và ủng hộ kênh để em phát triển mạnh mẽ mạnh thêm. Mọi người thấy
người dân Phú Yên của mình rất là chấp phép, thật thà ông mọi người. Chỉ có điều cái giọng nói thì mọi người nghe quen thì dở chiều, nhưng mà mình nói thì hơi khó nghe một xíu. Đúng không? Dạ, dạ. Đúng rồi. Và cái điều hôm nay mình thấy nó có duyên là hai anh em gặp nhau trên trang mạng YouTube. Dạ. Mà ở đây đang cũng là họ Phạm, mình cũng là họ Phạm. Dạ. Coi thứ hai thằng đó bà con cùng chè khéo không nào không? Chắc vậy. Nói chung thì Ngọc Đan, dạ, là một người khiếm thị, nhưng mà có cái niềm đam mê rất lớn thôi thúc em, thì năm nay 31 tuổi rồi. Dạ. Thì em vẫn kiên định, rất là khó khăn, nhưng nói chung mà làm YouTube để kiếm thêm thu nhập. Dạ. Thay vì anh thấy những người khiếm thị vẫn đi ngồi đường, người ta làm những công việc khác. Dạ. Bán kia 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 nọ tên bông, anh thấy có người hỗ trợ đầy nhau, thì ở đây em rất là nghị lực, thì bản thân em rất là có sự cố gắng. Cái đam mê nó vượt lên tất cả, đúng không? Dạ. Thì từ cái đam mê nó mới quyết định được cái sự thành công ở mỗi cá nhân. Dạ. Mà cá nhân tốt thì nó sẽ đem lại một xã hội tốt. Thì anh cũng hy vọng trên kênh Phú Yên Vlog này thì khán giả đâu đó thấy họ sẽ vào ủng hộ em. Dạ. Để em có khi nguồn thu nhập cũng chính cái từ công sức cái bàn tay của em làm ra. Dạ. Thì em sẽ thấy cái giá trị và động lực nó vươn hơn nữa. Dạ đúng rồi. Đây nha cả nhà. Vâng, thì nãy giờ mình cũng đến nhà của em Ngọc Đan, dành thời gian cũng lâu rồi ha. Thì bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mong các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, ủng hộ cho hai anh em mình có động lực để phát triển bên YouTube về Phú Yên ạ. Dạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mong các anh chị ủng hộ em và anh Phú Yên Vlog.